Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong số các bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ba tội, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra nhưng bị can nhàn không có báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Ngoài ba tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc phát hành trái phiếu nhưng hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ủy thác cho Cơ quan Điều tra Công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thị Phát. Cũng liên quan đến vụ án, mới đây, Bộ Công an phát lệnh truy nã 7 bị can do xác định những người này đã bỏ trốn. Những người đã bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Trương Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Sun Henry Kajiang, thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Li Gary, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố xét xử. Trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, có 17 cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia bị đề nghị truy tố gồm 16 bị cáo thuộc phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Số này gồm Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Thùy, cựu phó ban kiểm tra một ngân hàng, kim phó trưởng ban giám sát Tài chính Quốc gia, Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra, bị can Đỗ Thị Nhan, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bà bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của Trương Mỹ Lan khi giúp chỉnh sửa số liệu tẩy trắng cho ngân hàng SCB. Bà Nhan là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra ngân hàng SCB. Trong quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn, 5,2 triệu đô la Mỹ, thông qua lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch và võ tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc. Sau đó, bà Nhàn bao che bưng bít báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước, dẫn đến ngân hàng nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu, phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Bị can chỉ đạo cấp dưới bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng, nhằm mục đích có lợi cho ngân hàng SCB để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết quả thanh tra và báo cáo chính phủ. Bà Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm, tạo điều kiện giúp ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu. Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn thừa nhận trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua ông Đinh Văn Thành, ông Võ Tấn Hoàng Văn và ông Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của ông Văn, bà Nhàn cũng khai đã nhận số tiền 5,2 triệu. Cụ thể, khoảng tháng 3 năm 2018, Ông Đinh Văn Thành và ông Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên văn phòng làm việc của nhàn ở trụ sở cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng số 25 Lý Thường Kiệt Hà Nội, đưa cho nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la Mỹ. Bà Nhàn mang tiền về cất ở nhà. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB. Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn ba lần mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ để đưa cho bà Nhàn, một lần thùng xốp đựng 1 triệu đô la Mỹ và hai lần thùng xốp đựng 2 triệu đô la Mỹ, tổng cộng ba lần là 5 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi ông Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì? Ông Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn nhàn vì nhàn đã giúp đỡ và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Sau đó nhàn lấy tiền cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ riêng tại căn hộ chung cư Mandarin ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chưa sử dụng vào việc gì. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, tổng cộng có 86 bị can bị đề nghị truy tố theo các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Ngân hàng SCB hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm Ngân hàng Sài Gòn, Cũ, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. SCB có tổ chức bộ máy như Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bị Can, Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, không trực tiếp giữ chức vụ tại SCB, nhưng do nắm giữ số lượng cổ phần của SCB rất lớn, trên 90%, nên đã bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt. Thông qua đó, Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến ngân hàng SCB trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi bị can Lan chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB và tại các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn ngân hàng SCB. Số tiền này, Trường Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân, đối phó, che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Kết luận điều tra chỉ rõ, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Ngoài hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, hành vi mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước Hành vi nhận hối lộ làm trái công vụ của các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước đã tiếp tay cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Kết luận điều tra nêu rõ, bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng SCB, bị can Lan sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi, huy động vốn theo luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, ngân hàng này lại chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Lan. Trên cơ sở kết quả điều tra về số tiền 483.971 tỷ đồng trên 1.284 khoản vay được giải ngân cho 875 khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát còn dư nợ tại ngân hàng SCB. Cơ quan điều tra kết luận, trương Mỹ Lan đã thông qua các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng SCB cùng với các cán bộ chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát triển khai hoạt động rút tiền của ngân hàng SCB dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được hợp thức vay khống thậm chí có nhiều khoản vay rút tiền trước hoàn thiện hồ sơ sau, mỗi khoản cần rút ra trong các giai đoạn đều có cách làm khác nhau và được giao cho từng nhóm của Vạn Thịnh Phát để dựng công ty ma, vẽ ra phương án đầu tư các dự án, giao cho các bộ phận tính toán tài sản đảm bảo cho phù hợp Đặc biệt, trong quá trình giải ngân số tiền 483.917 tỷ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô tài sản, hầu hết số tiền này đều tập trung giải ngân ở 3 đơn vị thuộc hội sở ngân hàng và 3 chi nhánh lớn: SCB chi nhánh Sài Gòn, SCB chi nhánh Cống Quỳnh, SCB chi nhánh Bến Thành là các đơn vị chi nhánh tuân thủ mệnh lệnh của Trương Mỹ Lan và đồng phạm các bộ phận liên quan ở ngân hàng chỉ ký hợp thức hồ sơ không cần họp và để đối phó thanh tra, kiểm tra, che giấu hoạt động phạm tội của mình. Các thủ đoạn Lan sử dụng gồm giải ngân trước, thực hiện hợp thức sau, tạo lập và sử dụng khách hàng vay vốn khống, thuê nhờ người đứng tên tài sản bảo đảm, sử dụng công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, dùng tài sản bảo đảm không đủ giá trị pháp lý, hoán đổi tài sản để bán rút ruột ngân hàng.